Hai, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 7 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn, mình đang tới cái bài gọi là bài số 2, một số bài toán về tỷ lệ thuận. Thì rất đơn giản nha, mình sẽ lấy một cái ví dụ về cái bài số 2 nha. Cho cái tam giác ABC có góc A, góc B lần lượt tỷ lệ là 1, 2, 3. Thì nếu mình đang ghi như vậy thì đồng nghĩa với góc A phần 1 bằng góc B phần 2 bằng góc C phần 3 nha các bạn. Khi mà đã ghi là số đo của các góc góc A, góc B, góc C lần lượt là 1, 2, 3 thì góc A phần 1 bằng góc B phần 2 bằng góc C phần 3 các bạn. Thì bài toán người ta kêu tính góc A chấm hỏi, góc B chấm hỏi, góc C chấm hỏi. Thì mình nhớ một cái vấn đề, ở đây mình sẽ tận dụng một cái tính chất, đó là một cái mà muôn thở trong một cái tam giác thì tổng ba góc bằng bao nhiêu ạ? Trong một cái tam giác thì tổng ba góc, góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ dùng cái tính chất này và cái tính chất này và tính chất thứ hai là để tỷ số bằng nhau. Hai tỷ số mà AB phần CG bằng nhau thì mình có khả năng là lấy tử cộng tử bằng tử cộng tử, mẫu cộng mẫu, hoặc là tử trừ tử, mẫu trừ mẫu nha các bạn. Đây là tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Đó. Thì dựa vào đây thì mình sẽ có được điều gì ạ? Góc A phần 1 bằng góc B phần 2 bằng góc C phần 3 thì nó sẽ bằng là góc A cộng góc B cộng góc C, tử cộng tử cộng tử, mẫu cộng mẫu cộng mẫu. Vậy bằng góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ các bạn. Chia cho 1 cộng 2 cộng 3 là 6, vậy là 30 độ. Vậy từ đó mình suy ra được góc A 1 phần 1 bằng 30 độ. Thì suy ra góc A bằng như là bằng góc A bằng 30 độ. Góc B phần 2 cũng bằng 30 độ. Thì suy ra góc B bằng bao nhiêu là 60 độ. Góc C phần 3 thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 30 độ. Vậy suy ra góc C bằng 90 độ. Vậy cái bài toán này tỷ lệ thuận ở chỗ nào? Tỷ lệ thuận là gì? A, tỷ lệ thuận với 1 theo một góc 30 độ. B, tỷ lệ với 2 tỷ lệ theo một góc 30 độ. Hay còn gọi là nếu mà các bạn ngược lại thì các bạn thấy là góc A tỷ lệ với 30 độ bằng 1, góc B tỷ lệ với tỷ lệ thuận với 30 độ bằng 2, C tỷ lệ thuận với 30 độ bằng 3 thì thôi. Đây gọi là bài toán tỷ lệ thuận. Rất đơn giản đúng không ạ? Vậy cái bài toán mà liên quan tỷ lệ thuận thì dựa vào bài toán mà các bạn có thể dùng kết hợp thêm những cái kiến thức. Ví dụ như đây đối với bài hình học này thì các bạn dùng tổng ba góc bằng 180 độ và cái tính chất thứ hai là dãy tỷ số bằng nhau. Thì để tỷ số bằng nhau thì các bạn phải nhớ A phần B bằng C phần D, thì các bạn có thể bằng là A cộng C phần B cộng D, gọi là tử cộng tử, mẫu cộng mẫu, hoặc là tử trừ tử, mẫu trừ mẫu nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 7 nha. Có những cái vướng mắc gì các bạn hãy comment, mình sẽ hướng dẫn lại sau nha. Rồi, bye bye.